Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube. Thưa quý vị, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, vừa có đơn xin cứu xét gửi đến các cơ quan tố tụng. Theo đó, ông Tuấn xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ. Lý do ông Tuấn đưa ra là bà Hằng trước nay đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19, dẫn chứng bằng loạt thư cảm ơn, giấy khen của các cơ quan, tổ chức, xã hội khác nhau. Đặc biệt, quỹ từ thiện Hằng Hữu do bà Nguyễn Phương Hằng là giám đốc điều hành, có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo. Thêm vào đó, mẹ ông đã thành khẩn khai báo và tỏ thái độ ăn năn trong suốt quá trình điều tra, đồng thời cam kết không tái diễn sai phạm. Qua đó, ông Tuấn mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất và xin được bảo lãnh cho mẹ về điều trị bệnh. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Đến ngày 21 tháng 6, bà bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Hằng từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những người liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bà Hằng.